Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin tiếp tục điều chỉnh trong ngày hôm nay và hiện tại được giao dịch ở mức hơn 67.000 đô. Theo phân tích dữ liệu của người nắm giữ dài hạn, đỉnh cao thị trường tiếp theo của Bitcoin được dự đoán sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn, những người nắm giữ Bitcoin trong hơn 1 đến 2 năm có xu hướng bán một phần nắm giữ của họ khi giá Bitcoin đang tăng. Hành vi bán này được quan sát từ đầu năm 2024 đến tháng 4. Tuy nhiên, những người nắm giữ Bitcoin UTXO đầu ra giao dịch chưa chi tiêu lâu hơn 3 năm tiếp tục tích lũy Bitcoin nhiều hơn, cho thấy tâm lý tăng giá dài hạn mạnh mẽ trong nhóm này. Theo CryptoQuan, hơn 50% tổng nguồn cung Bitcoin vẫn không hoạt động trên blockchain trong hơn 1 năm, cho thấy niềm tin của những người nắm giữ dài hạn về đề xuất giá trị tương lai của Bitcoin bất chấp biến động giá. Khi giá của loại tiền điện tử lớn nhất thế giới phục hồi sau lần điều chỉnh gần đây lên 56.000 đô, nhóm người nắm giữ 1 năm và 2 năm đã chuyển từ giai đoạn bán sang giai đoạn nắm giữ, báo hiệu niềm tin mới và tiềm năng tăng giá của Bitcoin. Một quan sát tương tự được thực hiện bởi Glassnode, trong đó lưu ý rằng một nhóm người nắm giữ Bitcoin dài hạn nhất định, những người đã bán một phần nắm giữ của họ trong nhiều tháng kể từ tháng 12 năm 2023 đã bắt đầu tích lũy lại Bitcoin. Báo cáo của công ty tình báo thị trường chỉ ra rằng sau khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại, những người nắm giữ Bitcoin dài hạn đã chuyển từ giai đoạn bán sang giai đoạn tích lũy trong tuần qua. Mô hình này cho thấy rằng có thể cần có sự biến động đáng kể để kích hoạt một làn sóng bán tháo khác từ những người nắm giữ dài hạn này. Theo một phân tích khác của Into the Block, trong mỗi chu kỳ thị trường tăng giá, những nhà đầu tư dài hạn thường bắt đầu bán số Bitcoin nắm giữ của họ khi giá di chuyển lên mức cao mới. Điều này cũng được quan sát thấy trong chu kỳ hiện tại. Nói chung, số dư của những người nắm giữ dài hạn đạt mức thấp nhất ngay sau khi thị trường đạt đỉnh. Trong đợt tăng giá năm 2017, phải mất khoảng 270 ngày sau khi những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu bán thì số dư của chúng mới chạm mức thấp nhất, trùng với thời điểm chu kỳ thị trường đạt đỉnh. Trong khi thị trường tăng giá vừa qua, đỉnh đầu tiên xảy ra sau 210 ngày sau khi những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu được bán, trong khi đỉnh thứ hai diễn ra sau 410 ngày sau khi số dư ban đầu giảm. Trong chu kỳ hiện tại, những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu bán trở lại và được xác định là cuối tháng 12 năm 2023 là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn bán này. Dựa trên các khung thời gian được quan sát trong các chu kỳ trước, Into the Block ước tính rằng đỉnh thị trường tiếp theo có thể xảy ra trong vòng 140 đến 260 ngày tiếp theo sau khi những nhà đầu tư dài hạn bắt đầu bán. Điều này có nghĩa là khoảng thời gian đạt đỉnh tiềm năng là từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Thông tin tiếp theo, XRP tiếp tục vật lộn với cả sự biến động của thị trường và những thách thức pháp lý quan trọng. Vào năm 2017, XRP đã bắt đầu giai đoạn tích lũy kéo dài, bắt đầu được khơi dậy bởi một đợt tăng giá. Nhiều người kỳ vọng giai đoạn này sẽ kết thúc trong thị trường giá liên tiếp theo vào năm 2021. Tuy nhiên, vụ kiện của SEC chống lại Ripple vào năm 2020 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ đạo giá của XRP. Mặc dù giành chiến thắng một phần trong cuộc chiến pháp lý này vào năm 2023, XRP vẫn chưa thể giành lại mốc 1 đô la, tiếp tục xu hướng cho phạm vi tích lũy khi bước sang năm 2024. Nhà phân tích Babesky đã mang lại hy vọng mới cho XRP bằng một phân tích mới trên TradingView cho thấy rằng XRP có thể sẵn sàng thoát khỏi giai đoạn tích lũy lâu dài của nó. Dự đoán của Babesky gợi ý về một đột phá tiềm năng có thể để giá XRP lên hơn 1.000%, có khả năng thiết lập mức cao mới mọi thời đại khoảng 6 đô la. Dự báo lạc quan này dựa trên các mô hình kỹ thuật được quan sát trên biểu đồ cho thấy xu hướng đi lên có thể xảy ra nếu các mức kháng cự chính bị phá vỡ. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi vụ kiện giữa Ripple và SEC kết thúc. Đi sâu hơn vào các số liệu thị trường sẽ mang lại bức tranh phức tạp hơn. Dữ liệu hiện tại về lãi suất mở của XRP phản ánh tổng số hợp đồng phái sinh đang lưu hành, cho thấy tín hiệu trái chiều với tâm lý thị trường. Theo CoinGlass, mặc dù lãi suất mở tăng 2,98% trong ngày qua, nhưng lại có sự sụt giảm đáng kể 21,32% so với cùng kỳ về khối lượng lãi mở, tổng cộng là 737,73 triệu đô. Sự khác biệt này cho thấy rằng, mặc dù có nhiều vị thế được mở hơn, nhưng khối lượng giao dịch đang giảm, có khả năng cho thấy xu hướng nắm giữ của các nhà giao dịch đang chờ đợi động thái tiếp theo của thị trường. Hơn nữa, sentiment cho thấy sự trì trệ trong việc tham gia thị trường. Số lượng người nắm giữ XRP vẫn ở mức 5,2 triệu, phản ánh sự thiếu tích lũy mới mặc dù giá biến động. Mức độ biến động giá và địa chỉ hoạt động giảm, cho thấy hoạt động giao dịch giảm và mức độ tương tác thấp hơn, cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn sideways. Bên cạnh đó, Ripple thông cáo các luật sư đã gửi phản hồi mới tới thẩm phán Annalisa Torres liên quan đến đề nghị niêm phong tài liệu trong vụ kiện đang diễn ra với SEC. Bức thư ngày 29 tháng 5 năm 2024
đã cố gắng làm sáng tỏ một số lập luận do SEC đưa ra trong phán quyết và biện pháp khắc phục trước đó. SEC đã đề cập rằng điều kiện tài chính hiện tại của Ripple rất quan trọng đối với quyết định của tòa án về các biện pháp khắc phục đối với hành vi lịch sử của công ty. Về chủ đề này, Ripple không đồng ý với lý do rằng một số tình hình tài chính của nó không liên quan đến phân tích của tòa án. Ripple tuyên bố rằng không có lý do gì để biện minh cho lập luận này do SEC đưa ra, đặc biệt là vì họ chưa bao giờ tranh luận về khả năng bù đắp bất kỳ hình phạt nào được đo lường. Hơn nữa, công ty tiền điện tử cho biết, ủy ban không thể ép buộc các cuốn sách tài chính bí mật và nhạy cảm cao của Ripple chỉ bằng cách đưa ra những lập luận không có cơ sở. Ripple cũng nhấn mạnh rằng, tòa án cuối cùng có thể bác bỏ thông tin tài chính nhạy cảm mà không hề xem xét các sự kiện được cho là quan trọng có trong đó. Trong trường hợp SEC khẳng định rằng các lập luận của họ là hợp lý, Ripple cho biết họ đã thiết lập một cơ sở hợp lệ được chấp nhận rộng rãi để niêm phong thông tin tài chính bí mật của mình. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.